Ở ngay thời điểm đầu trận 8-2. Rất phía anh trong giây giao cầu Hoàng Bích Ngọc. Điểm số tám điểm. Không cầu ngoài giành lại thế trận trong game đầu thứ nhất. Có lẽ họ cần phải chờ sang game 2. Và điểm không được. Họ chỉ còn kém đối phương có một điểm mà thôi. Rất hay. Không được.
hai cách biệt và đang có lợi thế hơn về mặt tâm lý. Và lúc này tỷ số đang là 5-4 nghiêng về phía Cho Hong Jan và Gusepe. Đập cầu. Rất. Cầu ngoài. May mắn đã. Và hai đôi vợt đang công hiến một trận cầu cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn cho đôi vợt người Hàn Quốc. Trận đấu đã kết thúc.